Lâu quá mình mới trở lại với Hades. Quỷ Toàn Đinh Anh Diễn Nghiên Quỷ Toàn trả về của Quỷ Toàn cho Ngô Tùng Quốc. Ngô Tùng Quốc Đắc Long, cú Đắc Long rất chuẩn xác của Nguyễn Trọng Long. Giờ Đinh Thành dứt điểm từ sân nhà, bóng bay thẳng vào khung thành trống. Hello anh em, hôm nay là một buổi sáng cuối tuần, ngày thứ bảy, 30 tháng 7. Và hiện tại là mình đang ở hẻm B112, đường Bạch Đằng, quận Tân Bình. Thì sáng hôm nay mình sẽ đi khai trương của một người anh thân thiết của mình. Thì của ai thì mọi người cùng chờ xem nha. Và trời ơi, ai đi dự khai trương mang mẹt đi đây. Ghê vậy. Này giữa. Rồi, đây. Hades Store by DDT. Rồi, DDT là gì là anh em biết rồi đó. Đi Đức Thành đó. Rất là nhiều hoa. Này ông Đinh Thành, nhà mình thì tập nghiệp kinh doanh, mở một cửa hàng ở đây tên là Hades Store. Mọi người đang ở trong rồi nhưng mà nhà bản quyền phát ghê quá, chắc phải vô góc nhạc rồi đó. Rồi ok, tắt nhạc rồi, giờ vô. Chù. Này mấy anh em Hades đồng dưới ta. Đây, Đinh Thành nhỏ. L là nhỏ nhất luôn hả? Hello, hello mọi người. L là nhỏ nhất hả? Đó, ông Thành hôm nay ông mở cửa hàng riêng luôn rồi. Ghê thiệt, lặng lẽ luôn. Lặng lẽ quá vậy anh. Đó, lặng lẽ mở cửa hàng vậy. Quên, hỏi cái Hades Store này bán gì ta? Bán tạp hóa. Bán tạp hóa. Vậy sneaker vậy đó bạn. Bây giờ thấy có vậy đó bạn, vậy sneaker nè. Kéo mà đây nữa đó. Ba lô nữa. Thêm một khung giày nữa mà đây nữa. Còn gì nữa anh? Phía sau là đồng hồ. Ghê. Đồng hồ nước hoa. Mời mọi người vô coi thử ha. Ghê quá, ghê quá. Đây là đồng hồ. Quá ghê. Đồng hồ luôn. Đồng hồ nam nữ luôn. Chà, mấy cái này chắc là 5-10 triệu cái hả? Đâu, không đến đâu, làm gì? Không đến hả? Có đủ thứ loại. Đủ thứ à, dạ. Nước hoa. Nước hoa, mắt kính nè. Chà, đẹp quá ta. Quá dữ. Ủa, đâu ra ý tưởng này vậy? Thì trong một đêm mưa gió bão bùng gì đó thì có một số ý tưởng hơi lạ. Cũng hay á. Ủa, cái DT đó là Đinh Đức Thành đúng không? Vừa là Đinh Đức Thành, vừa là Duy Duy Thành. Đúng là cái này Duy mà... Duy Thành. Đúng rồi. Là anh Duy Alex với lại Duy Cao. Duy Tim Tim. Đúng rồi. Ồ, như hay vậy ta. Giờ tờ Đinh Đức Thành rồi Duy Duy. Nó cũng trùng hợp, cái hay cái. Dạ, hay á anh. Vốn đầu tư chắc lớn ha. Em nhìn thấy đồng hồ, nước hoa, dây sneaker không phải đơn giản đâu. Thì cũng nợ nần dữ lắm, nên là hy vọng là mọi người qua ủng hộ cho mình để mình có tiền duy trì. Địa chỉ của mình đâu nè? Địa chỉ của mình là B112 18 Bạch Đằng, quận 2, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. B112. Đúng rồi. C 18. Bạch Đằng, Tân Bình, phường 2, quận Tân Bình. Ok. Rồi, ok. Ở đây có một cái gì vậy ta? Một cái bức tường design giống như cửa địa ngục vậy. Không biết tiếng có bầu đèn qua đây. Cái này là ý tưởng đến từ Hades. Hades là đội banh anh em mình đã. Đúng rồi. Rồi cửa hàng cũng tên là Hades Store. Nên thì ra design Hades luôn. Mày giống như là hang ổ của thần chiến tranh đó. Ở đây là Tân Bình, sao chọn địa điểm là ở đây vậy? Thì nó cũng giống như một cái duyên thôi, nó cũng gần chỗ mình làm và nó cũng, cũng gần sân bay. Anh làm ở sân bay? Đúng rồi. Dạ. Một cái duyên thôi, cũng thuận tiện. Chạy qua chạy lại cũng gần. Nên là lúc nào mà các bạn qua thì cứ alo mình chạy ra. Fanpage của mình tên gì ta? Fanpage của mình là Hades Store luôn. Hades Store luôn, ok. Ai muốn mua đồ có bán online đúng không anh? Có bán online luôn, có website luôn. Hades có website nữa. Đúng rồi. Rồi, link dưới phần mô tả. Ai muốn mua thì cứ xuống đó tìm Đinh Thành Sai Ca để order giày. Ba lô, áo quần, rất là nhiều sản phẩm ở đây. Nha, em nhớ ủng hộ nha. Nike Air. Toàn những đôi hot không? Quá đã, quá dữ. Hơi ghê á.
Mấy đôi này trắng thế này mình rất là thích nè. Mà mình lại là fan cuồng của Adidas. Nike rất nhiều đẹp. Rất nhiều giày đẹp. Cái Nike. Air Jordan. Air Jordan đủ thứ màu. Hơi dữ á. Size này hơi nhỏ ta. Thôi mình fan cuồng Ultra Boost luôn, đang mang Ultra Boost nè anh em. IC Busan có luôn. Giá cũng rất là rẻ nè, đôi này có 850. Giày đinh sân 11. Với giày đinh TF cho cỏn tạo. Wow. Giá cũng không cao lắm. Trên này còn vài đôi sneaker nữa đó đẹp. Đồng hồ FC 15 cũ. Áo Lacoste 2 cũ. Good. Giày Van 8 cũ. Giày này tại tôi order nên tôi biết nè. Quần cũng 1 cũ rưỡi đấy, hai đứa. Ghê đó, ghê đó. Đây nhìn một lần nhé. Này, cái vòng này, cái vòng này thấy không? Vòng này nhìn rất là cũ bắp luôn. Ừ. Phong thủy hả? 10 cũ ông ơi. Cái đó. Này cũng 10 cũ ông. Đẹp cái gì luôn mắc mấy. Trên người thôi gần 100 cũ. Trời ơi, làm gì quá. Trên người dưới 1 tỷ. Ông chủ khác dưới 1 tỷ. Chỗ Hades. Chỗ Hades nước thành. Đi hướng Bạch Đằng từ nhà mình qua thì quẹo tới phải vào. Còn đi hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất vào thì quẹo tới trái. Moments later. Có cái đó đủ sai mà anh ấy sẽ được. Nhỏ nhất. Nhỏ nhất là này. Là này là bao nhiêu? 36. Rồi. Lấy. Mua giày cho vợ. Thật ra là không kiếm được đôi này ưng ý cho mình nên là mua một đôi cho vợ cũng được. Nói Air Force One. Màu nâu cam. Một đôi giày cho vợ của Hades Store. Thì anh em nào muốn mua giày, áo, quần, ba lô, nước hoa, đồng hồ thì tới Hades Store ha, địa chỉ biết rồi ha. Chắc giờ về, xong rồi tối chắc có một trận banh của mấy anh em Hades. Mấy anh em sáng giờ đi trường khai trường thôi, thì anh em cùng chờ xem tiếp ha. Ở đây có hai sân, bên Vườn Lài, quận 12. Thì mấy anh em Hades trở lại đá lâu quá, mình mới trở lại với Hades. Mà vẫn chưa đá được, hôm nay vẫn là đi xem anh em đá thôi. Thì mấy anh em cũng khổ cực kiếm sân ở khu vực quận Gò Vấp, quận Tân Bình với quận 12 để có sân đá. Rất cuộc cũng có cái sân để đá ở đây. Đó, có anh Tin nè, có Hùng Xù nè, Hồ Biết Trung, rồi Lê Duy Minh, rồi Đinh Thành ngoài kia. Đó. Ê, chiếc anh Rainsport Hybrid Plus. Đó, của Rainsport, trái này là mình mua 540, nói chứ được tặng. Banh Control 3 màu vàng, cực đẹp, cực êm, cực tròn, căng. Đá Busan ngon luôn, đây size 4 Busan nha, chuyên dụng cho Busan. Nó không có cứng giống như một số trái banh khác đâu, rất mềm, êm, suốt rất là đã. 540 ai muốn mua, link trong phần mô tả. Rồi, đơn giản thôi, mọi người khởi động tiếp đi. Nghe nói là sân mới, mà lưới lủng lỗ, bên đây một cái. Bên đây một lỗ nữa. Dạ men. Trời hồi nãy có vẻ chuyển mưa. Nhưng mà giờ thì quang mây tạnh.
không giọt mưa nào. Mây hơi nhiều, máy bay thì bay qua bay lại liên tục. Ồ, máy bay đặc biệt nè. Và bây giờ cùng xem diễn biến của trận thi đấu này nha. Bên mình là Hades FC mặc áo hồng, trấn giữ khung thành phía bên tay phải, và đối thủ mặc đồ tùm lum màu phía bên tay trái. Và bên mình khởi đầu với anh Tin, Lê Duy Minh, Hồ Bí Trung và Nguyễn Thanh Long. Một đường chọc khe tốt của anh Tin, Hồ Bí Trung. Hùng Sù mặc áo vàng và trấn giữ khung thành. Điều chỉnh ngang, dứt điểm không vào, cú dứt điểm hơi nhẹ và trúng ngay vị trí của thủ môn. Pha phối hợp phạt góc không thành công. Hùng Sù chuyền lên, không được rồi, 3-2 cho đội bạn. Chích mũi, Hùng Sù đã ra khép góc kịp thời. Hồ Viết Trung, nhã chuyển hướng hay quá, dứt điểm, cú dứt điểm hơi nhẹ. Lê Duy Minh, những bóng vào giữa, không được, mất bóng rồi, phản công, 3-1, đường chuyền ngang không thành công và đã có bàn thắng mở tỷ số cho đội bạn. Che đường chuyền cột 2 vô tình kiến tạo luôn. Anh Tin kiểm soát bóng tốt, dứt điểm, trúng cột dọc, cú dứt điểm của Hồ Viết Trung. Rất tiếc. Hay quá, là Coresta, cầu thủ áo xám này kỹ năng rất tốt này. Dứt điểm, Hùng Sù đã cản pha bóng ngay trên vạch vôi. Anh chàng áo xám giày trắng này có kỹ năng rất tốt này, rất khéo léo luôn. Cơ hội, chích mũi, vẫn không vào. Anh em HDFC thay tổ 2 vào và đã có sự xuất hiện của Đinh Thành cùng với ba người đồng đội rất chất lượng trong trận đấu của anh ấy, đó là Võ Huy Toàn, Ngô Tùng Quốc, Nguyễn Trọng Long. Ba cầu thủ áo đỏ thuộc biên chế câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh này chắc anh em không xa lạ gì đúng không? Sân 11 thì hay rồi, còn sân 5 có hay không thì anh em xem tiếp nha. Đường chọc khe lên của Ngô Tùng Quốc. Được chuyền banh rồi và đã có bàn thắng gỡ hòa cho cầu thủ HDFC. Pha ghi bàn của Ngô Tùng Quốc. Ngô Tùng Quốc hôm nay trời có lắm tắm mưa nên mặt sân cũng hơi trơn và có đôi chút ảnh hưởng đến kỹ thuật xử lý trên mặt sân cỏ hơi trơn trượt. Quỷ Toàn cú dứt điểm bằng chân trái ngay góc gần và đã có thêm một bàn thắng nữa cho thủ HDFC. Vừa thay hết tổ đấu là đã có liền bàn gỡ và bàn thắng luôn. Rabona, một pha bóng rất ngẫu hứng của cầu thủ áo xám. Dứt dọc biên, Ngô Tùng Quốc trúng cột dọc. Pha phối hợp tốt giữa Đinh Thành và Ngô Tùng Quốc nhưng bóng lại tìm đến ngay cột dọc khung thành. Rất tiếc. Wow, pha phối hợp tốt của cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên, pha bóng cuối thì lại không hiểu ý nhau. Racing, 2-1. Wow, bóng đã xuyên qua chân của Ngô Tùng Quốc. Không vào, không tin được là cú dứt điểm vừa rồi lại nằm gọn trong tay Hùng Sù. Đường chuyền ngang không thành công. Tranh chấp tốt của Ngô Tùng Quốc, Đinh Thanh và người hay Bùi Ngọc Long. Pha giật gót không cần nhìn của Đinh Thanh và dĩ nhiên bóng đã đến chân cầu thủ đội bạn. Quay về rồi, không còn tình huống phản công mà giờ là Đinh Thanh. Đường chuyền về hơi nhẹ của cầu thủ áo trắng và HDFC đã dẫn trước 2-1. Wow, như đá ma vậy trời. Ngô Tùng Quốc cho khe, bấm banh qua đầu, hơi thiếu chính xác. Chuyển lên, Ngô Tùng Quốc và đã lé tốt. Đinh Thanh và đã có bàn thắng cho Võ Hí Toàn.
đội đấu của Linh Thành sau khi vào sân đã dội cho đội bạn một rổ banh. Xong nhiệm vụ rồi, giờ thì ra nghỉ thôi. Tổ 1 lại vào sân. Trên sân bây giờ là Hồ Viết Trung, anh Di Alex, anh Tin và Lê Sơn. Rồi ném lên của Hùng Xù, pha đỡ bút bột rất hay của anh Tin. Và lúc này thì Hades đã dẫn trước 4 bàn. Pha tiếp bóng không tốt của Lê Sơn. Phản công rất nhanh, dứt điểm. Cú sút rất mạnh của cầu thủ số 22. Sau bàn thắng đó thì Hades đang dẫn trước 3 banh. Ây da, cú đá trúng ngay vị trí rất hiểm của anh Di Alex, nhưng anh ấy vẫn cố gắng di chuyển. À không, bây giờ thì sủi rồi. Sủi rồi, trúng điểm yếu rồi. Ra nghỉ đi. Lê Di Minh vào thay vị trí cho anh Di Alex. Hồ Viết Trung dứt dọc biên không thành công. À, mất 30 rồi Minh ơi. Đối với thủ môn, pha sâu kim rất hay nhưng gặp thủ môn thì đá ra ngoài. Cắt bóng tốt của Lê Di Minh, 2-1. Chuyển ngang, anh Tin không vào. Không qua được tay thủ môn, vẫn còn. Cú dứt điểm của Hồ Viết Trung. Đá biên chờ cầu thủ áo hồng. Anh Tin, quả người rất hay. Quá luôn cả thủ môn và một bàn thắng cho cầu thủ Hades FC. Bổ mình và xử lý rất tốt của anh Tin. Cắt bóng tốt. Phản công, 2-1. Cú chích mũi ngay của anh Tin. Chuyện dài, không chính xác rồi. Đường truyền tốt. Cơ hội không vào. Một phản xạ rất xuất thần của Hùng Xù. Đỡ bóng chuyển hướng tốt. Và đây là cơ hội cho đội bạn. Không vào. Thêm một pha cản phá xuất thần nữa của Hùng Xù. Đường truyền lên. Chổng chạy quá. Không vào. Một ngày làm việc rất tốt của Hùng Xù. Và giờ thì 3-1. Lê Di Minh, Lê Sơn không thành công quá nhưng lại xuất chúng công dọc. Trời ơi, Lê Sơn ơi. Bây giờ thì thua rồi. Wow, tưởng chừng như đây là một bàn thua của cá thủ áo hồng, nhưng đội bạn đã đá thẳng vào cục dọc. Có vẻ như là đội bạn nói là đá trúng cục sau. Đâu cục sau đâu, xem qua lại nào. Như vậy là sau khi xem va thì không có bàn thắng cho cầu thủ đội bạn. Không vào. Lại một pha cản phá nữa của Hùng Xù. Một ngày chơi lên đồng của thủ môn Thảo Vàng. Thêm cú dứt điểm nữa. Bóng đã luẩn quẩn trước khung thành của cầu thủ Hades. Thêm một cú dứt điểm nữa và bây giờ đã có bàn thắng cho đội bạn. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 3 trái. Lê Di Minh chuyển ngang, không vào. Cú đệm lòng cẩn thận của anh Tin trúng vào vị trí của thủ môn. Tin cài đè tốt, dứt điểm. Bóng đã ghim thẳng vào góc cao. Pha xử lý quá hay của anh Tin. Đội đang gán 4 trái và tổ đấu của Đinh Thành cùng 3 cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại. Đinh Thành mất bóng rồi. Những pha xử lý bóng rất bình tĩnh của cầu thủ áo xám. Rất tốc độ, dứt điểm, không vào. Chưa đủ khó đến bại Hùng Xù. Đường truyền đã bị Đinh Thành bắt bài. Pha diệt gót rất kỹ thuật. Gãy rồi. Đường truyền ngang của Oai Toàn gãy Đinh Thành. Thu hồi bóng tốt. Có phạm lỗi không anh em?
trận đấu vẫn tiếp tục. Đỉnh hình chuyền ngang cho Võ Hiếu Toàn, của Đặc Lòng đi ra ngoài. Nguyễn Trọng Long, Ngô Tùng Quốc vẫy máu ngoài. Đình Thành và dịp gót rất đều đà của Đình Thành, vẫn còn tranh chấp không tốt của Ngô Tùng Quốc. Đèn ghép bốn trái mà tổ cứng lại vào lại, có lẽ là sẽ là những bàn thắng nữa. Ngô Tùng Quốc chuyển ngang và một bàn thắng nữa của các cầu thủ Hades. Lấy bóng tốt của Nguyễn Trọng Long, xoay chuyển rất nhịp nhàng giữa đang trống này. Thêm một pha vẫy máu ngoài của Võ Hiếu Toàn. Đối diện thủ môn chuyển ngang đi, thêm một bàn thắng nữa của Nguyễn Trọng Long. Phạt góc cho thủ đội bạn, cú đá tẹt giờ đến Thanh. Dứt điểm từ sân nhà, bóng bay thẳng vào khung thành trống. Một bàn thắng rất đẹp của Đinh Thành. Tới đây có lẽ đội bạn đã vỡ trận rồi. Liên tiếp những bàn thắng của Hades FC. Đến đây chắc mình không đếm tỷ số nữa đâu, vì quá nhiều rồi. Thêm một bàn thắng nữa của Đinh Thành, rất gọn gàng. Trong lòng rời bóng ngay trong vòng cấm địa sân nhà và đường truyền lên rất thoáng cho Tùng Quốc. Lại vẫy máu ngoài. Đinh Thành điểm ngang Võ Hiếu Toàn và trả về của Võ Hiếu Toàn cho Ngô Tùng Quốc, và cú dứt điểm ngay sàn ngang và phối hợp rất hay của thủ áo đỏ. Sau pha ghi bàn đó thì đã đổi tổ rồi. Trong sân hiện giờ là anh Duy Tinh Tinh. Duy Alex, Hồ Viết Trung và Thanh Long. Cơ hội và đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho cầu thủ đội bạn. Nhưng có lẽ tỷ số bây giờ không còn quan trọng nữa, vì khoảng cách quá lớn rồi. Anh Tin qua người rất hay. Wow, vậy mà anh Duy Alex lại đệm hụt. Và đảo chân rất hay. Step over. Bà đánh hai, chuyển ngang không vào, pha đổ người rất chính xác của Hùng Sù. Sau tình huống cản phá đó thì Hùng Sù đã về rồi. Giờ chứng giữ khung thành đó là Võ Hiếu Toàn. Chuyển ngang, không ai lui về cả, không vào. Võ Hiếu Toàn vừa thể hiện một kỹ năng bắt bóng sân Busan rất tuyệt vời. Vẫn còn, dứt điểm, không vào. Hay quá Toàn ơi. Tới lúc này thì trận đấu có vẻ là nhạt như nước lã rồi anh em ơi. Nhưng thôi, anh em ráng xem hết nha. Võ Hiếu Toàn lên đã năm luôn. Lê Duy Minh đã năm rồi, đã năm rồi. Đã ăn rất nhiều còn đã năm nữa. Và cú dứt điểm bằng chân trái của Võ Hiếu Toàn bóng đi thiếu chính xác. Và lúc này thì Ngô Tùng Quốc với lại Nguyễn Trọng Long đã trở lại sân cùng với Đinh Thành. Chuyển ngang Lê Sơn, vẫn chuyền, vẫn chuyền và vào rồi. Bàn thắng của Lê Sơn. Dài Đinh Thành, thủ môn đã kịp áp sát, vẫn bóng rồi và lấy bóng của Nguyễn Trọng Long. Và đối diện thủ môn đã như chỗ không người vậy. Đội bạn vỡ trận rồi anh em ơi. Qua người hay Đinh Thành đẩy biên trở về cho Đinh Thành, pha dứt gót Võ Hiếu Toàn rất khó pha, đỡ bóng qua người rất hay. Chân trái chệch cột dọc rất đáng tiếc, và ném bóng lên và phải công nhân làm gì đây. Nhấp dữ quá, quyết định đi xuống đáy biên, dứt điểm vào rồi. Cú dứt điểm rất tốt của thủ đội bạn, Võ Hiếu Toàn không thể nào đỡ được. Nhảy bóng lên, đối diện thủ môn. Cú dứt điểm của Đinh Thành hơi nhẹ. Wow, phản công cho đội bạn. Võ Hiếu Toàn đã bỏ khung thành rồi, vẫn không dứt điểm, quyết định chuyền về. Cái gì vậy?
Rồi thôi, pha này không bình luận nữa nha. Nhạt như nước lã thôi. Chị Giai, Đinh Thanh quay về rồi. Pha sâu kim truyền cho Nguyễn Trọng Long nhưng không thành công. Cầu thủ áo xám đã cướp được banh và một pha đi bóng rất tốc độ, dứt điểm. Và rồi, mặc dù đội bạn thua với tỷ số rất cao nhưng thi đấu rất nỗ lực, tranh chấp bóng tốt. Có vẻ việc thu hồi bóng của Ngô Tùng Quốc quá dễ dàng. Rồi đường chuyền lé lên cho Nguyễn Trọng Long, chuyển ngang Ngô Tùng Quốc, Đắc Long. Cú Đắc Long rất chuẩn xác của Nguyễn Trọng Long. Đường chuyền dành cho Đinh Thanh, không lấy được bóng. Và Lê Sơn vẫn không tranh chấp thành công. Bóng thuộc quyền kiểm soát của đội bạn, 30k cho Lê Sơn. Lê Sơn mất 30k. 3-2. Dứt điểm đi. Vẫn không vào. Giờ thì mình mới để ý là bên đội bạn cũng có một chiếc bóng áo đỏ. Ủa? Sao vậy? Bởi toàn từ thủ môn lên tới khung thành đội bạn và dắt bóng vô lưới luôn. Thông qua bàn thắng đó thì cũng đã gỡ lại 30.000 cho Lê Sơn. 3-2 tiếp tục. Tiến ơi, cú dứt điểm trái phá. Và lúc này thì Võ Toàn đã ra sân rồi. Trong khung thành đó là Thanh Long, Đinh Thanh, Đắc Long. Cú Đắc Long ngay cột dọc. Đinh Thanh và sâu kim không thành công. Vẫn còn. Đã biên cho cầu thủ đội bạn. 2-1. Chín mũi. Và sau khi Long vào làm thủ môn thì liên tiếp hai bàn thua. Ngô Tùng Quốc cài đè tốt và cài đè kiểm soát bóng rất tốt của thủ áo đỏ. 3-1. Chuyền ngang, được chuyền ngang không có địa chỉ của Lê Duy Minh. Và bây giờ bóng đã nằm trong chân Ngô Tùng Quốc. Một bàn thắng nữa. Lúc này thì mình không đếm tỷ số nữa nha. Trận đấu nó đã đi vào hồi kết rồi. Mình cũng không biết bình luận gì nữa bây giờ. Vì trận đấu nó khá an bài và mất 30.000 rồi. Nguyễn Trọng Long ơi, chuyền ngang. Đinh Thanh. Và bấm banh qua đầu của Đinh Thanh rất điệu nghệ. Dính như keo dính chuột. Đỡ bóng của Đinh Thanh, dứt banh qua đầu. Ngô Tùng Quốc xoay sở. Cú đá má ngoài, bóng chệch cục dọc. Không biết đó là đường chuyền hay là cú dứt điểm nữa. Tiếp tục đá 5 cầu. Đội bạn có vẻ là không muốn đá nữa rồi. Đội Duy Minh chuyền dọc biên. Thêm một cú đá nữa của Ngô Tùng Quốc. Vẫn chệch cục dọc. Hết giờ đi, hết giờ đi. Chờ mãi sao chưa thấy hết giờ. Đinh Thanh qua người rất hay. Và tấn công 2-1 với thủ môn. Một đường chuyền của Terry Henry. Vào rồi. Và chủ sân vừa báo là hết giờ. Kết thúc rồi anh em ơi. Một rổ banh cho đội bạn luôn. Mà khoan khoan Bính. Sao thấy cái banh này đá sao? Banh đá ok anh. Banh này như có hybrid là trúng nước đúng không? Ờ, hybrid trúng nước. Hybrid lết. Banh này chủ sân mãn được luôn á. Tại vì banh 2020 nó rẻ hơn nhưng mà đá rất là nhanh, kiểu nhanh hư á. Ok, đúng rồi, biết em thấy banh đá ok là ok rồi. Không quên banh. Mà suốt em không? Suốt em không đau chân nha anh em. Thú ghê vậy. Sao xem nó được, phải xịn hơn chứ. Rồi đó. Một quả bóng tốt dành cho anh em đá futsal. Ai muốn mua thì link phần mô tả nhé. Hades trở lại một trận banh với lại bổ sung mấy ông áo đỏ kia. Đá kinh quá, đội bạn làm một rổ luôn. Anh em thấy hay nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ viết clip mình trong thời gian tới nha. Giờ thì đã xong rồi, dọn vệ sinh thôi. Dọn ghế. Nãy để đây nè. Bỏ vô. Tiếp tục. Đã xong là phải dọn rác chứ. Đúng không? Dọn rác phụ chủ sân luôn. Còn
Hộp này của ai? Hai lon. Hai lon nước ngọt. Một cây. Một đống. Còn hai chai nước đây nữa nè. Đây, hai chai nước. Hôm nay chai của mình. Để lát ra lấy. Rồi. Hỏi gì nữa? Xong ha. Anh em cũng đừng quên qua Hades Store ủng hộ cho Đinh Thành Sai Cà nhé. Mình là Phạm Trọng Thi. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.